Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm. Trong buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhà đầu tư. Các doanh nghiệp đã đánh giá tình hình hợp tác thời gian qua, nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất những ý tưởng, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh trong giai đoạn phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước EU ngày càng gắn kết và thành công hơn nữa. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, tôn trọng, khuyến khích, sẵn sàng tạo điều kiện để khu vực này phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Việt Nam EU cùng nỗ lực triển khai hiệu quả hiệp định EVFTA, tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau, trong đó có hàng nông thủy sản Việt Nam vào thị trường EU. Đề nghị doanh nghiệp EU hỗ trợ vận động EU và các nước thành viên tạo thuận lợi cho thương mại, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật theo thông lệ quốc tế, không tạo ra các rào cản thương mại mới, qua đó thúc đẩy thương mại vì lợi ích của người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng hai bên. Chúng tôi có cái nghị quyết của Trung ương là nghị quyết 36 để phát triển cái kinh tế biển, trong đó phải khẩn trương quy hoạch cái không gian biển, và từ đó định ra là chỗ nào phát triển khai thác dầu khí, phát triển điện gió, phát triển điện mặt trời, chỗ nào là nuôi trồng, chỗ nào là đánh bắt khai thác hải sản và chỗ nào là du lịch. Cái này thì đang rất là tích cực, vì đây là cái lợi ích của chúng tôi và đây là cái lợi ích mà cái không gian phát triển, cái dư địa phát triển đang rất lớn, nhưng mà đang từng bước để làm quy hoạch, rồi trên cơ sở quy hoạch để xác định các cái mũi nhọn, từ đó xác định cái chính sách ưu tiên để phát triển. Người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp EU hỗ trợ vận động để EU xem xét tích cực sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, sớm cụ thể hóa tuyên bố chính trị thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZEPT bằng các dự án hợp tác cụ thể trên cơ sở thực hiện một cách công bằng và công lý. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp EU có tiếng nói tích cực cùng phía Việt Nam vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA nhằm mở rộng các hoạt động đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp EU tiếp cận thị trường ASEAN và các nước khác mà Việt Nam có FTA. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả. Đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Catherine Tai cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp. Bà Catherine Tai khẳng định Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương, tăng cường trao đổi về lao động, môi trường, thương mại số, nông nghiệp và sở hữu trí tuệ. Bà Catherine Tai giới thiệu về các ưu tiên và kế hoạch tổ chức năm APEC 2023 của Hoa Kỳ, tiềm năng và triển vọng của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng, nhất là trong thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, xây dựng các chuỗi cung ứng khu vực tự cường và tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, giải quyết các thách thức chung của khu vực và nắm bắt cơ hội phát triển mới. Ghi nhận ý kiến của đại diện thương mại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện hai nước ngày càng thực chất, ổn định. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp bền vững, chuyển đổi năng lượng và bảo vệ môi trường, cùng giải quyết các vấn đề tồn đọng trong quan hệ kinh tế thương mại trên cơ sở bảo đảm cân bằng, bình đẳng, cùng có lợi. Về hợp tác đa phương, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Hoa Kỳ đăng cai APEC 2023 và khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ và các thành viên APEC hướng tới thành công của năm APEC 2023. Thủ tướng cũng nhấn mạnh các sáng kiến liên kết kinh tế, trong đó có IPEF, bảo đảm cân bằng lợi ích các nước và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, và đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước $100,000 để khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6 tháng 2 và sẽ giao các bộ ngành Việt Nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới.
Trong các ngày mùng 9 tháng 2 và 12 tháng 2, các đoàn công tác của Việt Nam gồm hơn 100 cán bộ chiến sĩ bộ đội và công an cùng nhiều vật tư và thiết bị đã được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã, đang và sẽ theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực như cử cán bộ trực tiếp có mặt tại thực địa, hỗ trợ sát sao các đoàn cứu hộ, cứu nạn từ trong nước, quyên góp ngày lương, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết và tích cực hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất theo khả năng và tình hình thực tế. Thưa quý vị, trong số 10 tỉnh bị động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, Hatay là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo cơ quan quản lý thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 6.400 tòa nhà đã bị sụp đổ do hậu quả của hai trận động đất chính và hơn 430 cơn dư chấn. Hơn 32.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ. Công tác cứu nạn cứu hộ còn có sự tham gia của khoảng 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu tìm kiếm của lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam là khu vực xã Hasi Omer Anpakot, huyện Antakya, tỉnh Hatay. Địa bàn này có dân số khoảng 5.200 người. Chiến thuật cứu hộ được áp dụng là các tổ tiến hành trinh sát mục tiêu. Nếu phát hiện mục tiêu cần đưa ra khỏi khu vực sập đổ, hoặc có dấu hiệu cần ứng cứu sẽ lập tức báo cáo để chỉ huy trưởng điều động lực lượng công binh tới hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiến hành công tác cứu hộ. Lực lượng quân y ở vòng ngoài sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp cần thiết hoặc thực hiện các biện pháp đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, bàn giao cho giới chức sở tại. Hôm nay ngày làm việc thứ hai, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của nội quy kỳ họp Quốc hội, xem xét dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký. Kỳ họp bất thường lần thứ 2, thứ 3 diễn ra lần lượt sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đã xem xét thông qua một luật, ba nghị quyết và xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đề cập kết quả kỳ họp liên quan công tác nhân sự, Tổng Thư ký Bùi Văn Cường nhấn mạnh, công tác nhân sự tại hai kỳ họp được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình thủ tục chặt chẽ theo quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Về dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của nội quy kỳ họp Quốc hội, trong đó có quy định rõ về kỳ họp bất thường. Theo đó, Chủ tịch nước, Thủ tướng, ít nhất 1/3 đại biểu Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền yêu cầu tổ chức kỳ họp bất thường. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 là nội quy kỳ họp Quốc hội chính thức có hiệu lực thi hành. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng thủ dân sự, trong đó có việc quy định về quỹ phòng thủ dân sự hay không. Theo đó có hai phương án, một là thành lập quỹ phòng thủ dân sự như dự thảo chính phủ trình, hai là trong trường hợp cấp bách, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quỹ theo quy định của pháp luật để quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, tài sản của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác cho hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thảm họa sự cố. Trước những ý kiến khác nhau về việc thành lập quỹ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh dù theo phương án nào thì cũng cần có quỹ để thực hiện phòng thủ dân sự và vấn đề đặt ra là làm thế nào để minh bạch, công khai trong sử dụng quỹ. Cuối giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 của Quốc hội. Theo báo cáo dân nguyện, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng. Tháng 12 giảm nhẹ so với tháng 11, nhưng tháng 1 năm 2023 tăng so với tháng 12 năm 2022. Đáng chú ý là khiếu nại đông người liên quan việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khiếu nại đông người của nhóm khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN. Đại diện Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và một số doanh nghiệp đã gửi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam một số đề xuất về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xanh, chuyển giao công nghệ, tiếp cận các loại thuốc mới, dịch vụ y tế hiện đại, phục vụ cho việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân. Mong muốn Việt Nam nhất quán trong ban hành chính sách để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư, kinh doanh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. Quốc hội Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng tạo mọi hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã có sáng kiến lập pháp, ban hành nghị quyết 30 để trao cho chính phủ những cơ chế đặc cách, đặc biệt, đặc thù trong thực hiện mục tiêu kép. Quốc hội và chính phủ cũng ban hành gói kích thích kinh tế lên đến 8,3% GDP để hỗ trợ phục hồi phát triển. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật khám chữa bệnh sửa đổi, tiến tới xây dựng luật về trang thiết bị y tế và sửa toàn diện luật dược và đấu thầu. Quốc hội cũng đã cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược, là cơ sở để các bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế. Mong muốn các quốc gia cùng chia sẻ nhằm tạo lập được niềm tin số trong công cuộc chuyển đổi số. Dự kiến, Hội nghị Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu mà Việt Nam đăng cai tổ chức cũng sẽ trao đổi về nội dung này. Về chuyển đổi năng lượng công bằng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác về huy động nguồn tài chính xanh, cũng như cân đối giữa lợi ích và chi phí trong quá trình chuyển đổi. Đề nghị hội đồng tích cực vận động để EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, cũng như sớm gỡ thẻ vàng về thủy sản Việt Nam. Việc làm này chắc chắn sẽ được hàng triệu nông dân Việt Nam và hàng triệu người tiêu dùng châu Âu hoan nghênh. Chiều ngày 14 tháng 2, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, cùng các thành viên tổ công tác Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, sự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý Quảng Nam cần triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 26 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ưu tiên thực hiện hiệu quả chủ trương kết hợp phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, hợp tác phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ. Chiều nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ dâng hoa dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng sáng tạo. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, nhà lãnh đạo giữ nhiều cương vị quan trọng, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân. Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, tấm gương tiêu biểu cho đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân. Phát huy phẩm chất kiên cường, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và noi theo. Thưa quý vị, Bộ Công an đang xin ý kiến đối với dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo luật là cấp căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi. Đồng thời, đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh. Bộ Công an cho biết, việc bổ sung các đối tượng cấp căn cước công dân này là cần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát huy giá trị tiện ích của thẻ căn cước công dân trong hoạt động của chính phủ số, xã hội số. Theo đại diện Bộ Công an, bên cạnh việc trẻ dưới 6 tuổi đã có mã số định danh cá nhân, thì việc cấp căn cước công dân cho đối tượng này sẽ mang tới nhiều lợi ích từ khi các em còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Thì khi mà chúng ta cấp cái căn cước công dân cho công dân dưới 16 tuổi, thì nó sẽ cắt giảm đi được rất nhiều những cái loại giấy tờ khác mà người dân cần có. Ví dụ như là bây giờ người dân phải bỏ tiền ra để mua một cái sổ bảo hiểm này, sổ khám chữa bệnh này, sổ tiêm chủng này, thì sau này tất cả những dữ liệu đó khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho công dân dưới 16 tuổi thì dữ liệu đó đã được tích hợp vào trong căn cước, và cái đó là cái mà vô cùng thuận tiện và nhiều quốc gia tiến bộ ở trên thế giới người ta đã làm. Dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi cũng bổ sung quy định cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi và được thực hiện theo nhu cầu của công dân
hoặc theo đề nghị của cha, mẹ, người giám hộ. Quy định này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho công dân là trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc sử dụng thông qua bố, mẹ, người giám hộ trong rất nhiều dịch vụ tiện ích như tiêm chủng, khám chữa bệnh, giáo dục, đi lại. Thi lên cấp 3 thì phải có căn cước công dân thì mới được thi, mà bọn em thời gian đầu em chỉ được làm căn cước công dân trong vòng 6 tháng. Có những bạn đến tận ngày thi, trước khi thi mới được nhận được căn cước công dân. Thì bây giờ các em có thể làm sớm và về sau những các kỳ thi chuyển cấp hoặc là các em thi về các trường khác thì nó sẽ rất là tiện lợi hơn cho các em. Với 19 triệu công dân dưới 16 tuổi thì đây là một cái nhóm rất là lớn và liên quan tới rất nhiều cái chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, rồi đi lại và các hoạt động khác. Khi được cấp cái căn cước công dân và tích hợp dữ liệu thì đây là một trong những cái nội dung nó mang tính chất là đột phá để đem lại những cái lợi ích rất là thiết thực, rất là to lớn đối với cả người dân. Việc sửa đổi luật căn cước công dân với rất nhiều điểm mới sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng để làm giàu dữ liệu của công dân trên thẻ căn cước công dân, tạo cơ sở pháp lý để kết nối, chia sẻ, phục vụ cho lợi ích của người dân trên cơ sở phát huy tối đa những tiện ích từ thẻ căn cước công dân gắn chip. Thưa quý vị, tối nay thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết vừa có thêm một người bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Sau nhiều giờ được các y bác sĩ tích cực cấp cứu điều trị, nhưng nạn nhân bị đa chấn thương sọ não dẫn đến ngừng tim và gia đình đã xin đưa về nhà để lo hậu sự. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 12 nạn nhân còn lại với những phác đồ điều trị tốt nhất, trong đó có 2 nạn nhân trong tình trạng nặng. Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với thân nhân gia đình các nạn nhân, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt để từng bước phục hồi sức khỏe sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Đồng thời đề nghị đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng dành sự quan tâm đặc biệt hơn nữa, tích cực chăm sóc, điều trị các người bị thương. Chiều nay đã diễn ra lễ ký hợp đồng tín dụng 2.400 tỷ đồng tài trợ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho dự án nhà máy thủy điện Iali mở rộng. Đây là cơ sở góp phần để EVN triển khai dự án được thuận lợi theo đúng tiến độ được duyệt. Dự án nhà máy thủy điện Iali mở rộng bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 360 MW, tổng mức đầu tư khoảng 6.398 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm 30% vốn đối ứng của EVN và 70% còn lại được thu xếp từ nguồn vay tín dụng từ ngân hàng Agribank và cơ quan phát triển Pháp AFD. Khoản tín dụng từ ngân hàng Agribank trị giá 2.400 tỷ đồng với thời hạn vay tối đa là 168 tháng. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tăng thêm sản lượng điện trung bình mỗi năm khoảng 233,2 triệu kWh, giúp thay thế sản xuất điện từ nguyên liệu hóa thạch, góp phần giảm chi phí nhiên liệu hàng năm, giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, khi đưa vào vận hành, dự án còn mang lại hiệu quả giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Thưa quý vị, chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp với Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp tổ chức khai mạc triển lãm Văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954. Trong giai đoạn 1898-1954, Sì tích Văn miếu và Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ, tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của địa điểm này đối với cảnh quan của Hà Nội. Thông qua bộ sưu tập ảnh Việt Nam của Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp, triển lãm Văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954 giúp công chúng hiểu về những công việc đã thực hiện ở Văn miếu trong giai đoạn này, công việc của các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ, đồng thời cung cấp cho người xem một cách nhìn đương đại về công tác nghiên cứu ngày nay. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản, đã góp phần cho bảo tồn khu di tích, sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản. Mới đây tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch tỉnh Jeollabuk-do nhằm chia sẻ kế hoạch phương hướng xây dựng các sản phẩm du lịch Hàn Quốc, đồng thời cung cấp thông tin về chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho du khách Việt Nam trong năm 2023 khi tới Hàn Quốc.
Việt Nam được đánh giá là một trong năm thị trường phục hồi nhanh chóng nhất của du lịch Hàn Quốc. Nhận thấy tiềm năng to lớn đó, tỉnh Jeollabuk-do mong muốn có thể thu hút thêm khách du lịch Việt Nam trong năm 2023 thông qua việc tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch tỉnh Jeollabuk-do. Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Mai Việt Nam, các công ty du lịch và hãng hàng không tại Việt Nam. Tỉnh Jeollabuk-do Hàn Quốc nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp, những nét đẹp cổ truyền như làng cổ, ẩm thực truyền thống và nơi đây cũng là cái nôi của môn võ Taekwondo. Sự kiện này là một trong những hoạt động nhằm xúc tiến quảng bá du lịch trong năm 2023 của Hàn Quốc đến các thị trường mục tiêu, trong đó có Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn có thể thúc đẩy việc trao đổi khách hai chiều giữa hai quốc gia nhằm sớm phục hồi ngành du lịch sau đại dịch. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel Leisure đã gợi ý Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023. Việc được các tạp chí chuyên trang du lịch quốc tế uy tín đánh giá cao cho thấy du lịch của Việt Nam đang ngày càng ghi lại dấu ấn đặc sắc trong mắt khách du lịch trong và ngoài nước. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, du lịch Việt Nam được báo chí quốc tế đánh giá cao. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel Leisure đã có gợi ý Việt Nam là một điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023. Tạp chí này nhận định ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di tích lịch sử văn hóa giá trị, Việt Nam còn có nền ẩm thực độc đáo, hấp dẫn và ngon miệng. Du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon, đa dạng, hấp dẫn, đặc trưng của mỗi địa phương, vùng miền. Tạp chí này đã nêu những món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như phở, bánh mì, bánh cuốn, cà phê. Gợi ý du khách ghé thăm một số điểm đến du lịch nổi tiếng điển hình như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở và sớm trong khu vực. Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế. Với những nỗ lực của toàn ngành, hy vọng mục tiêu này sẽ sớm đạt được.